Kể từ chiều ngày 17 tháng 8, các hộ dân gặp hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh đã được nhận những phần quà từ chương trình Tấm lòng mùa dịch san sẻ yêu thương. Chương trình do Bộ Thông tin và Truyền thông phát động, có sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp với tổng kinh phí lên đến 160 tỷ, dự kiến thực hiện từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 và sẽ có hơn 533.000 người dân thành phố Hồ Chí Minh được nhận quà. Đối tượng được nhận hỗ trợ là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, chưa tiếp cận được gói hỗ trợ của thành phố Hồ Chí Minh như lao động tự do, người bán hàng rong, thu gom rác, bốc vác, vận chuyển bằng xe ba gác, bán vé số. Trên cơ sở danh sách người thụ hưởng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cung cấp, Bưu điện Việt Nam và Viettel Post cùng chính quyền và lực lượng chức năng của địa phương sẽ trao quà đến người dân. Cho đến nay thì trên địa bàn quận Liên Triều chúng tôi cũng có cái mô hình gọi là kênh 3T đấy, tiếp nhận, tìm hiểu và chia sẻ. Như vậy là cũng có cái số điện thoại của các anh chị lãnh đạo ban dân vận và các cái tổ chức chính trị xã hội, và khi người dân gặp khó khăn thì chúng tôi sẽ có cái tìm hiểu, xác minh và tặng quà những sản phẩm kịp thời. Thì hiện nay tính đến ngày hôm nay thì trên địa bàn quận Phú Nhuận chúng tôi tiếp nhận 79 tin đề nghị hỗ trợ nhu yếu phẩm và cũng đều được giải quyết 100% tin này. Sau khi mà được phường xác minh thì nếu đúng hoàn cảnh thì Mặt trận Tổ quốc quận phường là gửi đến một phần quà nhu yếu phẩm. Những món quà được trao đến tận tay người cần, xóm trọ, vùng phong tỏa không chỉ có giá trị vật chất mà còn góp phần động viên tinh thần, san sẻ khó khăn với những hoàn cảnh yếu thế. Nhiều người dân không khỏi xúc động khi được nhận những phần quà thiết thực. Hôm bữa nay là cô mới nhận lần đầu tiên, cô thấy vui vô sung sướng và cũng thấy nhẹ lòng. Vì thời điểm dịch thì cô thấy vậy là cô thấy cô cũng mừng. Em cảm thấy là quận Phú Nhuận và thành phố cũng rất là quan tâm nhân dân, hỗ trợ nhanh chóng. Đây là lần đầu tiên em nhận hỗ trợ nên là em cũng rất là vui. Được biết, thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính lớn thực hiện chương trình chung tay vì cộng đồng, cung cấp lương thực miễn phí cho người dân tại một số tỉnh phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội. Đến nay, có gần 510 tấn lương thực trị giá hơn 8,68 tỷ đồng đến với 233.000 người dân, trong đó nổi bật là hai hoạt động, hạt vàng bưu điện và trạm cảm xúc, trạm yêu thương.